còn nói mà. Mẹ, chừng nữa mẹ chết đi ha. Con thiêu mẹ. Con nói rồi nha, thiêu mẹ đem đi chùa, còn không ấy dục cái sông rải lên cho trôi đi. Con cũng vậy luôn nữa mà sao đợt này nó tối vậy? Chứ nó nói hoài với cô là nó con chết là thiêu con chứ không có chôn nha. Nhiều khi đất này á, sao con nó khổ, nó có bán thì nó bán chứ để bán người ta đi vô mổ con á, đi nhờ người ta là nó còn nói vậy luôn đó. Đúng ra là cái này là có cái điềm báo trước rõ ràng luôn, tại vì em lo mà ba mấy tuổi quá trẻ mà. Tại vì cô mà thấy em mới nói những lời như vậy. Nó bậy. Dạ. Cô nằm trên bao nay chừng 10 ngày nay nè. Dạ. Em thấy cô thấy một người thấy giống nó sắc họng, đeo lòng thầm mà không dám nói nhà, từ nay cô mới nói không nhà không tuyệt đối không dám nói. Dạ. Mình sợ mình thấy bậy mà cái là từ lúc đó là không ngủ được rồi. Rồi là cô thấy như vậy là cái điềm báo quá linh luôn rồi. Mà không dám. Cô là mẹ cô, chị lo. Cô nói là trong cô với cô chú nhìn nữa, nước mắt cô thương gân luôn với cô chú anh chị, rất là đau xót. Ôm mà nhà của cô ở là đâu là? Ở Bến Tre, cảm ơn. Là cô nghe tin rồi, cô qua nào? Thì em lấy điện thì đi, hồi đó điện hết biết đường đi rồi. Yeah. Mấy chị em nó đi mần không đâu, nó ở nhà đang đứng cây, rồi điện nó đang mần nó chạy gì vậy. Yeah. Là cô qua tới nhà cô chưa lo là hồi nào cô? 8 mấy 9 giờ không biết luôn. Cô qua giờ ăn uống gì được không? Phải ăn để cô gắng ăn miếng gì đi cô. Sáng ăn sáng chưa? Chưa ăn luôn. Vậy còn người em trai của chị Lo ở đi làm ở đâu về chứ cô? Về chuyện qua mà xu đi nó bị tét giò rồi xe không được luôn, đón xe đi không được, nó đâu dám chạy xe về, hồi nó mệt nó rung đâu dám chạy, rồi về tới nhà tối mà nó đợi. Hồi đó là đồ nó mở mắt nó đợi thằng này về. Rút hoài không dám. Đợi người em Út á. Còn đứa em trai một. Dạ. Thấy mẹ chị Lo cũng khóc quá nhiều cô chú anh chị em nhìn thấy xót xa. Đi nó bỏ biết chừng nào kiếm được nữa. Cái mấy con mà nó bỏ với mẹ khóc khi nói vậy. Đúng là nó bỏ mẹ nó đi. Con bà già kia là con bé kia già khóc năn non không biết cô chú anh chị. Giờ biết khi nào quên đứt từng đoạn ruột luôn. Dạ. Cô ơi cô, hồi mấy cái bữa mà trước cái lúc mà chị Lo mà xảy ra việc đó, chị Lo có than thở hay là có nói gì nó vậy buồn cô? Không mà nó nói mẹ con chắc con chết tước mẹ quá mẹ ơi. Nó hồi con nó bậy không mà thiệt là con rầu lắm, sáng còn điện mẹ là con mừng lắm mẹ, nói chuyện con mừng lắm mẹ, chắc con chết tước mẹ chứ con không có chết sao mẹ đâu. Nó nói con chết con bỏ con còn sao, con nói mà con nói chắc con chết tước mẹ nó hoài vậy hả? Lúc hai đó ông à, chị Lo nói như vậy thì cô có cái suy nghĩ gì mà nghi ngờ? Mình thấy nó là nó than nó phiền nó nói, mẹ con gì đây, bên chồng con ai thương con thương. Yeah. Mình chồng con với cô Năm với cô Chín với bên thương là con. Sao cô là bên chồng không ai thương mà nói có mình kể. Chồng thương thôi, chồng nó thương dữ dằn nó, nghe nói là bà chồng thương là được rồi, bà nội là cũng như là mẹ, bà già chồng thương lắm mà. Thôi cô ơi, việc cũng đau buồn cũng đã lỡ xảy ra rồi thì cô cố gắng để giữ sức khỏe, lo chị Lo để an nghỉ nữa cô. Cô dạ, cố gắng ăn uống rồi. Ăn thì ăn được rồi, gắng được rồi. Dạ. Thì cũng gắng dùng một miếng đi cô, để cho nó có sức khỏe lên. Mấy chục năm nó sống như mình từ hồi nó bằng cùng tạ tới bây giờ. Mà nó bỏ mà nó đi vậy. Tại vì chắc chị Lo có nhiều cái nỗi tâm sự đó cô. Rồi cho nên là không biết tâm sự với mà ai. Tức mà nói rồi giờ mẹ ơi, chị lỡ gì thiếu 10 mấy triệu á, sẵn sàng ở bển đưa bao nhiêu cũng đưa được hết trơn. Mà hỏi con với nó làm như vậy không? Nó không nói gì trơn. Nhưng mà sự thật rõ ràng là chị Lo là nhắn tin qua Messenger rồi bị gạt. Thì đó, bị gạt đó rồi nó mới buồn đó. Mà nó giấu, nó không dám nói ai hết trơn. Chứ nói trong nhà là vợ cỡ nào là chị em nó cũng phải lo hết trơn. Yeah.
tiền không phải nghèo thiệt nhưng mà có sẵn tiền bằng ăn mà dạ. Đang làm bằng cây chứ phần sợ chị Loan là sợ điện, sợ điện cho cô rồi sợ cô ấy nữa rồi hậu, sợ mà. Sợ cô lớn dám giấu dạ. Nó giấu mới xảy ra vậy đó dạ. Chứ phải rồi, mẹ ơi, thường thường ngày nào sáng đi màn điện nè, 5 giờ dậy điện, mẹ dậy chưa đó, mẹ không có ngủ mà nằm đây chứ mẹ không có ngủ cũng không được. Con điện mẹ nói chuyện con là con mừng rồi, 11 giờ đi màn điện tiếp nữa. Dạ. Mẹ ăn cơm chưa, cái nói mẹ không có ăn được con ơi, mẹ mệt lắm mẹ không ăn. Mẹ ráng ăn đi, rồi con đi màn điện đi màn nha mẹ. 4 giờ rưỡi gì á, xe cỏ ra đây, xách cái xe. Cầm lưỡi hái ra đây đặng cắt cỏ cho bò. Yeah. Có bữa mà 5 giờ đội đèn cắt cái cô mới la con nói con ơi. Rắn rít không à, con cắt cỏ mà chạy sao thôi kệ nó mẹ. Con mang ủng mà. Là nó cực suốt luôn, tới chết luôn. Yeah. Không dạ, ở không được. Dạ con trước đó thì chị Loan có cái điểm gì báo trước cho gia đình biết hay không, cũng như có biểu hiện gì lạ không con? Nó thì nó không có báo nhưng mà cũng có điện nó nói trăn trối gì hoài vậy đó. Mà từ 10 ngày tới đây là trong mình cô không có chịu nổi. Bức rứt cái con. Nó khó chịu cái đêm mà nói này là cô không ngủ, ổng cũng không ngủ luôn. Đi ra đi vô đi hoài mà suy nghĩ không biết cái này nó có gì đây nè. Nó khó chịu trong mình dữ lắm mà hồi nghi rồi. Tôi nói ha, bị gì thì vừa tối là điện nó vụ tiền á. Nó không lẽ đêm nay không lẽ mình sợ nó nghĩ quẩn. Mà nửa đêm đâu có ai đâu mà qua. Bển cô chú nhỏ xíu vậy nè, còn đứa nào cũng tư riêng hết tên rồi đâu có ai qua đây. Rồi thằng em nó thì mặn ở Bình Dương á, rồi làm sao chạy qua được đó. Rồi mà đi nó gầu sợ nghĩ quẩn mà thiệt có thiệt luôn. 5 giờ có điện nhá, có điện riết, có điện. Con ơi, tính điện nói đó con ơi, giờ mấy con bò của mẹ em mua cho con đó, con bán người ta nợ còn thiếu nữa thì đem tiền qua tả cho con để vợ chồng nó buồn vui. Là mình lỡ con mà nó cũng thờ nó dạy thôi. Trời ơi, cỡ nào cũng lo được ở bên cô, giờ bị gạt là mười mấy tỷ còn tin không? Mà người ta còn đi được, bà kia là 100 mấy chục tỷ mà còn đi được, còn ta còn sống được mà mình có nhiêu tiền đây mà làm cái gì? Vậy là bò này là cô mua cho em Loan nuôi hả cô? Dạ. Cũng như bò này là chị Loan nuôi ghẻ làm của chị? Nói vậy chứ mua cho nó chứ. Rồi, cũng như là... Như bên cô mua cho... Bên... cũng như mua cho giúp giống cho chị Loan làm ăn á cô. Cũng như cho là cô chưa nói ra hay sao cô hay là cô nói cho luôn. Cô không nói nhưng mà cô đưa tiền mua đó, nói mẹ con mua 2 con bò này 20 triệu, con bò kia 10 mấy triệu. Cô nói thì mẹ đi chuyển tiền qua con thì con bắt đi. Hình như là chị Loan có với anh cũng chị chắc nói sao hả cô? Thì lâu rồi, 10 mấy năm rồi á, thôi 10 mấy năm á, là con cái nay cũng 5 mấy tuổi rồi. Rồi mới gặp nhỏ này, nhỏ con cô. Nhỏ đi xà lan là nhà cô mới biết xong ở Dầm Ơn á. Nó đi xà lan mà lúc cái sáng cạp là anh đậu bến nó xong rồi là 10 mấy chiếc xà lan á. Cái nó thấy theo hoài à, cái anh mẹ nó thôi thấy nó hiền quá, thôi kệ mình gả cho nó đi. Với nhỏ này nó hiền nữa. Mà thì thấy hiền thiệt, mà hiền thiệt từ đó là chưa có nhỏ này bật tay nữa. Không muốn bật tay nữa hết á. Đứa nào cũng hiền, mình thấy mình cũng mừng. Thấy con nó khổ mà nó dĩ nó ở ngoài này nè. Nhỏ, cái nhà nhỏ mà có chuồng bò nè. Mà hai mẹ con nhỏ mới đẻ mà lớn nè. Thằng này đi xà lan, đi Long An, đi Vũng Tàu, đi cùng đi xà lan bước á. Hai mẹ con ở nhà vách lá mà hả, mưa thì sợ nó sạch. Tạt qua, tạt lại. Nó rồi mà người cất được cái nhà. Rồi mua được nửa công đất làm sao. Đó. Rồi nói mẹ ơi, tôi chính ngày này cô bán đất. Mà chắc còn thiếu nợ năm nay cũng mới trả hết. Rồi chắc con mua nhà cho thằng Tính Khang là con á. Nửa cái hồi lộn phải con quẹo đó. Đang cất cho nó, mình nói là ở để tao mạng tội nghiệp mẹ. Tao nói thì con là tính rồi mẹ, chị em con tính con là chứ gì đâu. Nó là nói là vậy thôi. Con muốn thì tính cho con. Chứ dự định cô á, cô với em với chị nó là tính 1 năm, 2 năm nữa là đem nó về bển mua đất cất nhà cho nó bển chứ không có ở đây. Dạ, không phải ở đây rồi. Ý vậy luôn á. Vắng quá cô. Ở đây chắc chị Loan đâu chơi ngay. Nói thiệt á, coi mấy con ha, ngày hôm qua cô chú á, định nó đem gì bên nhà bên chứ không cho đây. Có dự định là đem chị về làm đám bển chứ? Không, làm đám đây đem gì bển làm bển, chôn ở bển, nà cho nằm bển. Nhưng mà nay ba bữa nay là nghe thằng em rể nó, thằng chồng có nói là nó ngồi chơi mần gì chiều, nó ngồi nói. Nó nói thằng em rể đó, mẹ mô chị nữa chị chết á, chị nằm ở đây nè. Rồi bây giờ nó nói vậy rồi con nghĩ sao dám đem gì á? Đúng rồi, đúng rồi. Mà mình thương
mình thương con, mình thương rể mình, mà giờ mình nghĩ suy nghĩ đi chứ lợi. Giờ mình đem giường bển rồi chồng với con nó chịu nổi không? Nó đi ra vô nó gặp. Mình thương một chứ nó cũng thương mười. Vì nó sống mười mấy năm nay rồi con. Đúng rồi. Với cái lời chăn trối của chị Long. Chăn trối nó vậy rồi giờ phải chịu sao? Nó còn nói mà. Mẹ, chừng nữa mẹ chết đi ha. Con thiêu mẹ. Con nói rồi nha. Thiêu mẹ đem vô chùa, còn không ấy dục cái sông rải lên cho nó trôi đi. Con cũng vậy luôn nữa mà sao đợt này nó trối vậy? Chứ nó nói hoài với cô là nó con chết là thiêu con chứ không có chôn nha. Nhiều khi đất này á, sao con nó khổ, nó có bán thì nó bán chứ để bán người ta đi vô mổ con á, đi nhờ người ta. Là nó còn nói vậy luôn đó. Đúng ra là cái này là có cái điềm báo trước rõ ràng luôn, tại vì em lo mà ba mấy tuổi quá trẻ mà em mới nói những lời như vậy. Dạ. Cô nằm trên bao nay chừng 10 ngày nay nè. Dạ. Thấy có một người thấy giống nó sắc hồng, thấy lòng thầm mà không dám nói nhà, từ nay cô mới nói không nhà không tuyệt đối không dám nói. Dạ. Mình sợ mình thấy vậy mà cái là từ đến đó là không ngủ được rồi. Rồi là cô thấy như vậy là cái điềm báo quá linh luôn à. Mà không dám nói luôn. Rồi ngạn qua cô khóc, cô nói với em, nói tại sao mẹ nói mẹ không nói. Nó nói gì của sao bậy gì cho em nói. Dạ đúng rồi. Mà kỳ vậy hả, nằm xuống là nó chảy nước mắt, thấy vậy. Dạ. Kỳ cục có trời đem cái điềm gì vậy chứ. Trời ơi, dòng họ bên nó đông dữ lắm chứ đâu phải ít, mà tại xa xôi này chứ đông lắm á. Dạ. Bên nội nó đông dữ dằn lắm á. Như vậy là hiện tại thời điểm này em Út cũng chưa tới đây được ha cô. Cô chị có qua được ha. Bộ mà Huy á. Đi cũng mười mấy hai ngày nay qua nữa. Cô cho con hỏi bạn bè của chị Lon á, là giếng nhiều không? Thì hơn mày chưa ít. Chị Lon bạn bè nhiều. Nó mà công ty đông lắm mà bạn bè đang mới chơi đi đám dữ. Dạ. Đám dữ dằn, đám cỡ nào mà không tiền cũng chạy mượn đi. Dạ. Cô biết chị Long làm công ty nào không chị? Ủa cô? Công ty Mỹ Lan nè. Dạ, Mỹ Lan nè. Hai chồng á. Gần đây luôn hả? Thì gần đây nè. Dạ. Mà cô chú thương nó dữ lắm. Thương cái dòng á. Mà trận này đi rồi, về đi rồi. Có chuyến chạy rồi, nói cho nó về với con á, chứ sao vậy? Chứ thường thường là vợ nó về, tưa về. Còn nó là chạy tới tối nó về. Mà bây giờ là chắc cô chú chắc phải thương nó. Bỏ con nó đâu có được. Chạy tới chạy lui chứ. Nhỏ nhà của mình ở trong đây có con giường, có cái nhà mà thấy giống chết luôn. Rất là thưa nhà luôn á. Cái nhà trong đây chung là không có nhà luôn chứ, không có thưa gì. Giống que toàn là vườn dừa không à. Vậy là khi mà an táng em lo xong là chắc cô với chú phải ở đây một vài ngày hả cô? Cô ở. Dạ. Ổng về bên nhà bên nhà không có ai, sao có đứa trong ngoại mà lớn này gửi. Dạ. Tại đây cô đây để cho ấm cúng gia đình trong sao đây? Mấy ngày đầu lạnh lẽo quá. Làm mã rồi còn sao. Tại vì cô nói hơi ấy đi. Làm gì là làm mộ rồi đi. Rồi gia đình giải quyết hết lành nhà mồ cho nó luôn cái xong. Dạ. Để nó có một lần rồi con ơi. Mình còn sống còn bằng được. À hay là cô phải rước gì à? Không bây giờ không dám rước, con cha nó buồn rồi bỏ tội nghiệp lắm. Dạ. Thấy ai cho con hủ hủy cho cha nó thương nó dữ lắm. Không có dám bỏ, không dám bước đi. Giờ chạy qua chạy lợi thôi chứ không có bỏ nó được. Có hai cha con mà. Cô chút xối xíu nữa cô, vô kiếm cái gì ăn cho lót dạ cô. Nghỉ ngơi đi chút cho cô cho khỏe cô. Hôm nay chở cát đá vô cô. Xe này chở cát. Đây đó, bớ vô nè cô chú gì. Bị làm cái nguyệt cho chị Lon này cô chú chị. Bây giờ vận chuyển vật tư vô thấy khó quá anh. Đường hơi xa. Dạ. Đi vô cái thôi đừng có đi. Đi lỗi không à. Cỏ không à, cái nó đinh nó đổ. Bữa đổ không biết, miếng nhà mua cái đất kia đổ đây nè, cái nó đinh từ vô ngày nào chiều mần cái nó đinh. Dạ. Đinh đổ dài dạng đi vô. Ở đây thì thấy nhà rất là vắng luôn cô chú chị, con đường đi vắng, đường con đường đê cặp với bờ sông Cổ Chiên á. Đó cho nên là ít có nhà, chỉ có nhà của em Lo ở đây. Mày chạy vô được không anh? kéo vô quá hơi chạy. Tài xế xe tự chế lúc đầu là xuống dốc để chở cát với đá xi măng đầu vô để mà làm lo đổ bê tông để xây cái quyệt cho em Lo. Ủa sáng nay đào nguyệt chưa cô?
đào, đang đào mãi. Đang đào à? Dạ. Mấy ngày bắt này sẽ đào ve xuống, tại vì cái dốc này rất là hẩm luôn. Vậy là hồi trước là cái nhà chỗ này không cô? Cô thấy chỗ này có cái nền nhà cũ rồi cô? Dạ, như là hồi xưa là nhà ông nội. Hồi đó cũng có nhà đó, ở nhà có chút xíu à. Dạ. Nó mới cất được rồi vậy đó. Dạ. Đó nhà có chút xíu à, cha nó đi rồi, hai mẹ con ở nhà rồi hả? Tại mưa mẹ con chợ sập nhà, nó dông bị có chậu có chút xíu á. Dạ. Khổ lắm con ơi. Giờ được nhà cửa gọn gàng đỡ thì mới đi. Để có có một cái ngôi nhà của em Loan quý vị, vậy mà không phải là nguyên cái vườn dừa không có thứ gì, ngôi nhà nào hết chứ sao lưng chúng ta cũng là nguyên cái vườn dừa luôn, không có ngôi nhà nào luôn của thứ gì, rất là vắng ở trong những cái lâu thì vậy, tuốt ở trong. Dạ. Thì để 5 triệu. Ảnh đưa xuống nguy hiểm ha. Hôm qua này là con có ra chỗ cái cây sòi rồi chưa con? Ra mấy lần. Dạ. Rồi sáng cũng mới ra cúng, hôm qua cũng ra cúng thần sinh đốm á, mà sáng chặt mé mấy ông thầy cũng vừa 7 giờ chặt nhánh trước rồi người ta lại ta cưa. Dạ. Vậy là chừng nào mới cưa cái sòi rồi con? Có nay cưa mà không chừng nào không biết. Mấy đứa nhỏ nó kêu không biết người nào không biết chừng nào kêu đốm. Thì ông thầy nó 7 giờ phải chặt được. Trong nhà ra chặt bỏ bớt. Nhà chặt nhánh trước kìa ha. Như là 7 giờ có chặt rồi, nhưng mà chặt chưa có hết cái cây, như là mình chặt được lấy giờ á. Rồi bắt đầu mình sẽ hạ gốc cây luôn. Hạ tốt được luôn mà giờ. Mấy cái còn thấy sợi dây đâu qua ai đốt đó cô? Chắc giá đó cô qua chắc sợi dây đem vô rồi mà cô không biết. Dạ. Chắc thằng rể quá. Rể là thằng em rể là nãy á. Dạ. Ba người cho nó vô đó mà cô đâu biết. Dạ. Là mấy anh mới nó đẩy xe đá đó hả cô? Thì con thấy vắng vẻ thì nghiệp đi. Dạ. Dạ. Nó không có nhà cửa hết. Ở đây mình sống ở đây thì buồn lắm. Buồn lắm. Thì người qua bên thương nó rồi mình làm sao giờ cô? Người qua bên lực lượng chức năng người ta có khám nghiệm tử thi không là ta? Cô không cho đâu. Không. Dạ. Đau đớn lắm con ơi. Dạ. Gì cũng lỡ rồi. Dạ. Chứ phải mà chồng nó quýnh đập có thẹo được thì mình nói dạ. Gì rồi. Dạ. Còn cái này tự nó khiến nó làm thì thôi. Dạ. Chết rồi đau đớn lắm. Dạ. Vậy thì con cảm ơn cô nha. Sức khỏe đi con. Còn một đêm nay rồi ngày mai nữa là mấy cái kể tới đâu tới lo ăn tán. Dạ. Dạ. Giờ tới đâu tới liều rồi. Dạ. Không có còn ăn uống gì được. Dạ. Không, bây giờ với cô cũng phải vô cô phải húp một miếng cháo con. Để lúc nào cô đấu. Dạ. Bây giờ cô quá tí rồi. Con ra là con nhìn cái cây sòi nữa hay vậy. Cô hồi cô kêu mấy cái người máy cưa ngang là cưa củi luôn. Không, cưa giục đốt luôn. Giục đốt. Thì mình cưa củi đốt luôn. Thì cắt ra ngoài. Củi mình cắt khúc mình đốt luôn. Đúng, đâu để làm gì. Đúng rồi, cắt đốt luôn. Đó là người ta nói là quỷ yêu đó. Đúng rồi, đúng rồi. Để nguy hiểm lắm cô, tại vì nó có người ta gọi là như là có cái cô hồn á. Thì trước mình có chú chuyện là cái cây sòi là hôm qua là cây sòi của chị Loan ngày hôm qua đã chỗ mà em Loan đã những cái sợi dây thừng để cột lên cái cây sài này cũng chị đã ra đi mãi mãi đó cô chú chị. Thì cô chú chị không thấy cây thì không có cao đó, thì ở đây cái bờ nè chị cột có khúc nè cô chú chị. À, sáng đốn một mớ nhánh nè cô chú chị, đây đốn một mớ nhánh để máy cưa qua để cưa. Theo chúng ta nhìn thấy đây là cái gốc nè cô chú chị, mình ta đứng lên đây giơ cái tay lên cũng như vừa khít cái chỗ chị cột dây của chú chị. À, rất là gần luôn. Nói chung là số người nói chung là nó hết trong cái thời điểm đó của chú chị, như là có người ta sẽ bắt mình đi luôn. Không phải như là mấy cây cao hay là leo cao lên thả người xuống, còn thấy rất là thấp luôn.
chân của chị chắc cũng ngang cái mặt đất được thôi cô chú chị. Mà số người đã tận rồi cô chú chị. Thấy rất là tội luôn. Rồi thì trưa ngày hôm nay thì tớ đợi thợ qua đây để ghi hình, nói chung là coi thợ cưa cái cây này thì tớ sẽ chia sẻ tiếp tục video tiếp sau. Và thì mình ta tạm dừng video tại đây, thì cuối video mình ta kính chúc cô chú khán giả xung quanh gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt, cầu nguyện cho chị Long được về nơi chín suối và làm ăn phát tài phát đạt, phù hộ cho chồng con nhiều sức khỏe, là ăn phát tài phát đạt của chú chị. Rồi hẹn của chú chị xem tiếp video sau chúng ta.